Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới được cấp ủy chính quyền xã Dịnh Tế quan tâm. Các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ được triển khai thực hiện tốt. Từ đó, trình độ nhận thức của phụ nữ được nâng lên, đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ ngày càng được cải thiện. Vì thế, vai trò của phụ nữ từng bước khẳng định trên tất cả các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của xã. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Tế bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo động lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cuộc vận động xây dựng gia đình năm ba sạch và rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng trung hậu đảm đang ngày càng được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng rộng rãi lan tỏa đến các ngành nghề và lĩnh vực như các chị em phụ nữ hăng hái thi đua sản xuất tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh dạng ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào trong sản xuất đưa nhiều loại giống mới năng suất chất lượng vào trong gieo trồng đa dạng quá các hoạt động tăng thu nhập, dương lên thoát nghèo, góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nỗ lực lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, dương lên làm giàu chính đáng, góp phần cùng với đảng bộ xã, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đa chiều, giảm 0,5% trên một năm. Đến nay, toàn xã không còn hộ nghèo thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc là động lực để thúc đẩy phong trào công tác hội phát triển. Kết quả 5 năm qua đã xuất hiện 45 điển hình tiên tiến được biểu dương, qua đó động viên khích lệ các chị em hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành ra soát, khảo sát tình hình, thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình. Từ đó đề ra các giải pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp, lựa chọn nội dung, đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, cung cấp bằng các tiêu chí cuộc vận động đặc biệt lấy nhiệm vụ giảm nghèo và thực hiện tiêu chí ba sạch trong thực hiện cuộc vận động, đồng thời chỉ đạo chi hội đăng ký và thực hiện ít nhất một hoạt động phân diệt thiết thực để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đã có 4 trên 4 chi hội thực hiện ra quân vệ sinh môi trường theo định kỳ, dẫn động hội viên xây dựng 340 nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng 4 tổ đệ rác đúng nơi quy định. Kết quả đến nay, toàn xã có 1.708 trên 1.817 hộ hội viên, đạt 94 tăng 217 hộ, cất mới 6 căn nhà máy ấm tình thương với số tiền 195 triệu đồng. Cùng với đó, hội quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm năm qua, hội đã thành lập mô hình ống heo tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, thành lập được 12 tổ hùng vốn xoay dòng và có 130 thành viên tham gia, huy động được số tiền là 240 triệu đồng, giúp cho 36 lượt phụ nữ khó khăn, số vốn buôn bán nhỏ và chăn nuôi. Thành lập được một tổ phụ nữ cùng ngành nghề may tạo công an việc làm cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn xã, thu nhập từ 3 triệu đến 4 triệu 500 nghìn đồng trên một tháng. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với trường trung cấp nghề Châu Đốc, mở 9 lớp đào tạo nghề cho 270 người, giới thiệu việc làm cho 675 chị. Từ ngày em tham gia vào tổ mai, đã giúp cho em có thêm thu nhập, tạo việc làm ổn định, góp phần cải thiện cho cuộc sống gia đình. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thông qua nhiều hoạt động cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó thành lập 6 tổ mô hình phân loại và xử lý rác, 95% người dân được thu gom rác thải sinh hoạt, tặng 376 giỏ sách để chị em hạn chế không sử dụng túi ni lông, 16 lượt nhặt rác ở nơi công cộng. Các hoạt động trên góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao thành lập một tổ phụ nữ giới pháp luật, duy trì hoạt động một địa chỉ tin cậy tại nhà văn hóa, nhà tạm lánh cộng đồng được đặt tại ấp Vĩnh Khánh 2, duy trì sinh hoạt bốn câu lạc bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và bốn tổ phòng chống bạo lực trong năm năm qua hội liên hiệp phụ nữ xã Dĩnh tế đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị em hội viên góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới thì hội phụ nữ xã cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là thứ nhất là bám sát vào sự chỉ đạo của đảng quỹ cũng như hội liên hiệp phụ nữ thành phố trong thực hiện các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới đề ra thứ hai đó là đổi mới cái phương thức hoạt động và cái cách thức tập hợp quy động hội phụ nữ tham gia vào hội viên và cái thứ ba là nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ hội từ xã đến cho đến chi hội tiếp tục vận động vận động phụ nữ tham gia vào tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó thì phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và mở rộng cái quan hệ, tăng cường cái hoạt động liên kết, huy động mọi nguồn lực để đóng góp cho phong trào phụ nữ cũng như trong công tác hội ngày càng vững mạnh. Thì với tinh thần đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh thì ban chấp hành hội tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, nâng cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ lần thứ 11 đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và phấn đấu xây dựng xã dĩnh tế ngày càng giàu đẹp văn minh. Phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tin rằng nhiệm kỳ 2021-2026 Hội Liên hiệp phụ nữ xã dĩnh tế sẽ tiếp tục đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng xã dịch tế, ngày càng giàu đẹp, văn minh.